Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí quyết thành công. Bạn thân mến, trong cuốn sách Secret of the Millionaire Mind, tạm dịch Bí mật tư duy triệu phú T. Harv Eker có viết thế này: giống như việc bạn học để trở thành tay góp cừ khôi hay một nhạc công giỏi, giàu có cũng vậy, bạn hoàn toàn có thể học được. Để kiếm được nhiều tiền hơn và gia tăng thu nhập của bạn trong tương lai, các triệu phú khuyên bạn cần có 6 thói quen thông minh và thực hiện những thay đổi nhỏ sau trong cuộc sống. 1. Làm quen với người bạn ngưỡng mộ. Andrew Carnegie, người bắt đầu từ hai bàn tay trắng trước khi trở thành vua thép, cho rằng tất cả sự giàu có của mình đều tạo nên nhờ sự góp sức nhóm trí tuệ ưu tú, gồm 50 người cùng mục đích sản xuất và bán thép. Khi xung quanh bạn đều là người tài năng, có chung tầm nhìn với bạn, nhiều bộ óc thông minh và sáng tạo cùng kết nối sẽ tạo nên sự mạnh mẽ theo cấp số nhân. Thêm vào đó, bạn có xu hướng ngày càng giống những người mình kết giao. Đó là lý do tại sao người giàu thích làm bạn với người giàu. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần nhìn vào giá trị tài sản ròng của bạn cũng đủ để biết khối tài sản của những người bạn thân nhất đang ở mức nào. Triệu phú Steve Seabold nói: tiếp xúc với những người thành công hơn có thể giúp bạn mở mang đầu óc, từ đó tăng thêm thu nhập. Trên thực tế, các triệu phú có suy nghĩ rất khác tầng lớp trung lưu và bạn sẽ đạt được nhiều điều nếu có thể làm bạn với họ. 2. Cầm sách thay vì cầm điện thoại. Warren Buffett và cộng sự thân cận Charlie Munger đều chia sẻ thành công của họ phụ thuộc nhiều vào thói quen đọc sách. Hai tỷ phú này đều khuyên giới trẻ nên đọc sách nhiều hơn. Thậm chí, Buffett còn cho biết 80% thời gian trong ngày ông dùng để đọc sách. Trong cuộc đời này, tôi chưa từng gặp ai thông thái mà lại không đọc sách cả. Không một ai, Munger nói. Bước chân vào nhà của một người giàu có, một trong những điều bạn thấy đầu tiên sẽ là thư viện sách phong phú họ dùng để tự học cách trở nên thành công hơn. Triệu phú tự thân Steve Seabold, người nghiên cứu về lối sống của nhiều người thành công, chia sẻ: người giàu có thể không sở hữu bất kỳ bằng cấp chính quy nào, nhưng điểm chung giữa họ là niềm đam mê với đọc và tự học. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khoa học cũng cho thấy những người thích đọc sách có mức độ đồng cảm và trí tuệ cảm xúc cao hơn, đồng thời có khả năng giữ tinh thần vững vàng. 3. Dành 20 phút mỗi ngày để phát triển một kỹ năng mới. Theo Thomas C. Coley, triệu phú và là tác giả cuốn sách Change Your Habits, Change Your Life, tạm dịch thay đổi thói quen để đổi đời. Người giàu có một điểm chung, đó là họ dành thời gian mỗi ngày để trau dồi bản thân. Cựu huấn luyện viên nghề nghiệp của Google cho biết, việc đọc một cuốn sách về chủ đề không quen thuộc, tham gia một lớp học hoặc giao lưu tạo dựng networking là những cách tuyệt vời để phát triển một kỹ năng mới, mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho bạn. Khi bạn làm những việc ngoài vùng an toàn của mình, những điều mới mẻ có thể bạn sẽ thấy khó chịu, nhưng nhờ vậy, bản thân bạn mới không ngừng phát triển, có lại biết. 4. Đặt mục tiêu và vạch ra kế hoạch cụ thể để đạt được chúng. Đầu năm mới là lúc chúng ta đặt ra nhiều mục tiêu nhất, nhưng không phải ai cũng duy trì sự kiên nhẫn để từng bước đạt được chúng trong suốt cả năm. Nhưng trên thực tế, tiền không tự nhiên mà xuất hiện, bạn cần phải lập kế hoạch cụ thể và hành động vì nó. Nhiều năm nghiên cứu về triệu phú, T. Harv Eker nhận thấy những người thực sự mong muốn thành công và đạt được điều đó đều cần sự tập trung, can đảm, kiến thức và rất nhiều nỗ lực. Bên cạnh đó, họ cũng có mục tiêu chính xác và tầm nhìn rõ ràng, nghĩ lớn và không ngại thử thách bản thân. Lý do hàng đầu khiến hầu hết mọi người không đạt được điều họ muốn là bởi họ không biết mình muốn gì. Người giàu thì rõ ràng mong muốn sự giàu có, Eker viết. Thêm vào đó, nguyên nhân khiến nhiều người không đạt được mục tiêu chính là bởi họ không muốn làm những việc khiến họ không thoải mái. Triệu phú Seabold từng viết, sự thoải mái về thể chất, tâm lý hay cảm xúc là mục tiêu chính của tầng lớp trung lưu. Còn những nhà tư tưởng đẳng cấp thế giới sẽ sớm biết được rằng trở thành triệu phú không hề dễ dàng, nên làm quen với việc không thoải mái thực sự cần thiết. 5. Tập thói quen ghi chép lại các khoản chi tiêu của mình. Việc bạn kiếm được nhiều tiền hay ít không đảm bảo cho tài chính của bạn. Một hộ gia đình có thu nhập cao hơn nhưng gánh nhiều nợ, thực tế lại kém hơn một gia đình thu nhập thấp hơn nhưng không có nợ. Kiểu gia đình thứ hai có thể tích lũy nhiều tiền tiết kiệm hơn mặc dù có thu nhập thấp hơn. Trong việc tiết kiệm tiền, những gì bạn chi tiêu cũng quan trọng như những gì bạn kiếm được. Để biết thu nhập của mình, bạn có thể đơn giản là nhìn vào số lương được chi trả mỗi tháng, nhưng để biết chi phí của bạn thường phức tạp hơn nhiều. Cách tốt nhất để bắt đầu là tìm một cuốn sổ hoặc phần ghi chú trong điện thoại, ghi lại mọi thứ mà bạn chi tiêu mỗi ngày. Sau một vài tuần theo dõi chi tiêu,
bạn sẽ có đủ thông tin để bắt đầu xem liệu có nơi nào bạn có thể chi tiêu ít hơn để tiết kiệm nhiều hơn. Một thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày có thể khiến bạn bất ngờ về lợi ích mang lại khi thúc đẩy việc tiết kiệm bất chấp thu nhập thấp. 6. Tiết kiệm tiền trong các tài khoản ngân hàng khác nhau. Khi thu nhập của bạn thấp, bạn cần đảm bảo rằng mỗi đồng tiền của bạn đều có giá trị và mục đích riêng của nó. Hãy đặt những gì bạn kiếm được vào các tài khoản tiết kiệm khác nhau để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ đi đúng hướng hơn. Một lợi ích khác của việc này là nó có thể giúp quản lý tiền của bạn dễ dàng hơn, đặc biệt nếu bạn tự động hóa quy trình. Hãy thiết lập một tài khoản tiết kiệm hoặc nhiều hơn nếu bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể có các tài khoản riêng cho quỹ khẩn cấp, quỹ sửa chữa xe cộ hoặc nhà cửa, quỹ tiết kiệm mua nhà. Dựa trên ngân sách của bạn, hãy quyết định số tiền bạn muốn gửi vào mỗi tài khoản tiết kiệm đó mỗi tháng. Thiết lập chuyển khoản tự động định kỳ từ tài khoản chính vào tài khoản tiết kiệm của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua một vài thao tác cài đặt trên ứng dụng ngân hàng trực tuyến. Sau khi thiết lập những điều này, bạn có thể quên đi và để tiền tiết kiệm của bạn tự tích lũy. Khi cần, bạn có thể sử dụng một trong những tài khoản đó mà không phải lo lắng về việc lấy đi bất kỳ mục tiêu tiết kiệm nào khác của mình. Nếu bạn thấy việc có quá nhiều tài khoản dễ gây nhầm lẫn, bạn có thể chỉ sử dụng một tài khoản và theo dõi số tiền cho mỗi mục tiêu bằng sổ ghi chép hoặc bảng tính. Ở đây không có điều gì là đúng hay sai hoàn toàn, quan trọng là chọn cách phù hợp nhất với bạn. 4 bí mật giúp tiền để ra tiền của các tỷ phú thế giới. Bạn thân mến, những tỷ phú trên thế giới luôn khuyên chúng ta phải biết quản lý chi tiêu để có tiền tiết kiệm. Nhưng nếu bạn chỉ dừng ở việc tiết kiệm không thôi thì chẳng thể nào làm giàu được. Mà muốn làm giàu, bạn phải biết cách để tiền đẻ ra tiền. Dưới đây là 4 bí mật giúp tiền sinh sôi nảy nở của các tỷ phú. Bí mật số 1. Đừng bao giờ tiền nhàn rỗi. Tiết kiệm là đúng, nhưng nếu cứ để khoản tiết kiệm đó nằm im một chỗ thì thật là lãng phí. Ông Grant Cardone là một triệu phú tự thân, từng trắng tay năm 21 tuổi. Sau đó ông lại vươn lên trở thành triệu phú năm 30 tuổi, nói rằng cách duy nhất để tiết kiệm tiền là hãy mang tiền đi đầu tư. Bạn đừng bao giờ dùng khoản tiền để đầu tư này vào bất cứ việc gì khác, kể cả trong trường hợp khẩn cấp. Dĩ nhiên, bạn cũng cần biết rằng đầu tư sẽ luôn gắn với những rủi ro, thậm chí là mất trắng, nhưng nó là cách duy nhất để các tỷ phú thế giới khiến tiền đẻ ra tiền. Tôi từng đọc trong cuốn sách Tôi sẽ dạy bạn cách làm giàu của chuyên gia tài chính Ramit Sethi. Ông tiết lộ, hầu hết các triệu phú thế giới sẽ dành khoảng 20% thu nhập mỗi năm để đầu tư. Tài sản của các tỷ phú thế giới không phải số tiền nhân lên trong tài khoản mỗi năm, mà cách số tiền đó được nhân lên thế nào theo thời gian. Còn theo chuyên gia tài chính Michael Solari, nếu hôm nay bạn đầu tư thì ngày mai số tiền đó đã thay đổi. Giá trị của thời gian cũng là giá trị tiền bạc. Thời gian trôi qua, tiền của bạn cũng sẽ sinh sôi nảy nở. Vì thế, đừng bao giờ để tiền chết, tức là tiền nằm yên một chỗ. Bí mật số 2. Hãy tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Nếu như bí mật số 1 khiến tiền đẻ ra tiền của các tỷ phú thế giới là không để tiền nhàn rỗi, hãy đem đi đầu tư, thì ở bí mật số 2 này, tác giả Thomas C. Carlyle sau khi đã có hơn 5 năm nghiên cứu về thói quen của hơn 233 tỷ phú tự thân tại Mỹ, ông đã rút ra kết luận rằng hầu hết các tỷ phú tự thân đều có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Họ biết cách đa dạng nguồn thu nhập của mình. Dựa vào những số liệu mà ông khảo sát được, 65% tỷ phú tự thân có 3 nguồn thu nhập, 45% tỷ phú Mỹ có 4 nguồn thu nhập và 29% tỷ phú có tới 5 nguồn thu nhập trở lên. Những nguồn thu nhập đó có thể là chứng khoán, tài chính, bất động sản, cho thuê dịch vụ hay bất cứ nguồn nào khác. Điều đó cho thấy đa dạng hóa nguồn thu nhập sẽ mang lại nhiều lợi ích, bởi khi nguồn thu nhập này bị ảnh hưởng thì sẽ có các nguồn khác giúp bạn duy trì việc kiếm tiền mà không bị ảnh hưởng quá nhiều đến tổng thu nhập. Các tỷ phú thế giới cho rằng thật nguy hiểm nếu bạn đầu tư tiền bạc vào cùng một chỗ cũng như phụ thuộc vào một nguồn thu nhập. Hãy khiến tiền đẻ ra tiền bằng cách tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Bí mật số 3. Tiền đẻ ra tiền từ các mối quan hệ. Những tỷ phú trên thế giới luôn hiểu giá trị của việc làm quen với những người thành đạt, hiểu biết và có tầm nhìn. Cũng bởi vậy mà những tỷ phú thế giới luôn dành thời gian để gặp gỡ, học hỏi, giao lưu với những người giàu có khác. Triệu phú Andrew Carnegie, ông vua thép của nước Mỹ, từng bật mí: nếu muốn làm giàu, trước hết bạn phải thiết lập một mạng lưới những người giỏi kiếm tiền xung quanh mình để học hỏi từ họ. Đó sẽ là những người giúp bạn trưởng thành qua các lời khuyên và chia sẻ. Bạn có biết, trên thực tế, những ý tưởng sáng tạo hiếm khi đến từ một người,
mà nó là sản phẩm của vài cái đầu và sự liên kết của những cái đầu sáng tạo sẽ giúp kiếm tiền theo cấp số nhân. Không phải tự nhiên mà người ta nói rằng tài sản của bạn phản ánh mức độ giàu có của những người mà bạn quen biết. Hãy biết cách duy trì mối liên kết với những người giàu có và thành công khác sẽ giúp bạn học hỏi, mở rộng tầm nhìn và kêu gọi vốn đầu tư khi cần thiết. Đây cũng là một bí mật khiến tiền đẻ ra tiền của các tỷ phú thế giới đáng để học tập, phải không nào? Bí mật số 4. Khiến tiền của người khác đẻ ra tiền cho mình. Nghe có phi lý không nhỉ? Cùng xem tiếp để hiểu nào. Nhiều bạn nghĩ, tôi không có tiền, sao có thể đẻ ra tiền? Vậy nhưng, các tỷ phú thế giới họ lại không coi phải có tiền mới đẻ được ra tiền, mà họ biết cách biến tiền của người khác đẻ ra tiền cho mình. Với những người giàu, thứ duy nhất họ cần chỉ là ý tưởng. Họ sẽ khiến ý tưởng sinh lời, còn vốn chỉ là thứ yếu, vì hiện nay có nhiều cách để huy động vốn. Bởi vậy, họ khuyên rằng bạn đừng bao giờ vội từ bỏ nếu như bạn có một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời chỉ vì lý do không có tiền hay thiếu vốn. Sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đầu tư cho bạn nếu ý tưởng kinh doanh đó đủ tốt. Người giàu sẽ luôn biết nguồn vốn có thể được tìm thấy ở đâu. Do đó, công việc của họ sẽ là đi tìm kiếm các cơ hội và những khoản đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cao. Bạn thân mến, trên đây là những lời khuyên lẫn các bí mật khiến tiền đẻ ra tiền của các tỷ phú trên thế giới mà chúng tôi đã tìm tòi được. Hãy áp dụng vào cuộc sống, công việc của mình một cách linh hoạt để khiến tiền đẻ ra tiền bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.